Cây nâu ơi, cây này cây nâu bùa công nha bạn. Từ nu khỉ nó lên á. Nó lên nhưng mà sau này có người ra kêu nu bùa công thì nó kêu mắc cười lắm. Cục nu bự vậy bắt đầu cũng kêu nu mặt cọp. Nhưng mà cũng từ nu khỉ nó lên nha bạn ơi. Cho xin đi chai number one nè. Cây này thì nuôi lắm, cây này nuôi thường trúng mà đế cũng đẹp. Một, hai. Cây này khoảng 42 thôi, chiều cao khoảng 42 thôi. Cây này đế đẹp lắm bạn. Cây gò công mà đế vậy là tương đối rồi. Cây này người ta làm kiên cổ, người ta dặn cái giọng chữ C. Nhưng mà người ta chưa nuôi gì hết. Ta thả rong, chưa có nuôi gì hết. Còn đây coi cái hoành. Cái hoành khoảng 40 thôi mấy bạn. 40, cái hoành đế khoảng 40 thôi. Cây gò công thuần chủng hoành 40 là cũng tương đối được rồi. Cây này nuôi, cục nuôi đâu, thấy nuôi bị chán rồi mấy bạn thấy không? Ấn tượng lắm. Nuôi thuần chủng là nuôi cận gốc, từ dưới gốc lên tới ngọn luôn. Mấy cái này là nu sạch nha bạn. Cục nu nó khó bể, nó không có bể. Đó, nó bự chả nha, người ta kêu nu mặt cọp. Quá nhiều khi kêu cái mắc cười lắm. Kêu mấy cục nu kêu mắc cười lắm. Nu gò công nha bạn. Cái này coi như là hoa hậu của ngày hôm nay. Còn mấy em kia là thí sinh rất ngay vòng loại. Chưa vô tới vòng thi hoa hậu. Cây này coi như là hoa hậu của ngày hôm nay mình bán. Còn nãy là bán mấy cây đầu xị cho như vậy, anh em cứ mua được ủng hộ. Nu bùa công. Hôm nay lên nói hơi nhiều, nhiều khi nói nhiều quá anh em nghe chơi vui vui thôi chứ. Đừng nói này nói nọ nha, nói chơi giải trí thôi. Có nhiều clip mình lên mình nói chầm xàm, nhiều khi anh em comment chửi. Nó chơi cho vui thôi bạn ơi, cuộc sống mà vui được rồi. Nhưng vừa công